cảnh trước chợ nè, ở thành phố Santa, mùa đông cây đỏ hết luôn. Khu này lá không có vàng mà lá đỏ. Từ nhà mình chạy lên chợ này khoảng 25 phút. Chỗ này là gian hàng ăn, bán đồ ăn. Lên đây hai mua udon nè, về nấu bánh canh ngon lắm. Lúc cái hiệu này nè, nấu ngon nè, lúc nào cũng giảm giá, có 1 đồng 99 đô la một bịch vậy. Cái hiệu này lúc nào cũng giảm hết. Đi mua cái đậu này nè, ngon lắm, giống như hồi nhỏ ăn bột bích chi á, quậy uống ngon ơi là ngon luôn. Người nào mà cần protein á, mà không ăn được thịt á, ăn chay á, mua cái loại đậu này uống ngon lắm. Là trộn của 15 thứ đậu, sản phẩm của Hàn Quốc đang giảm giá, uống ngon lắm. Đây có đậu đen nhiều nè, nhưng mà không có giảm giá. Cái loại bên đây thì giảm 2 đô. Nổi lấy thêm hả? À, lấy 4 bịch luôn hả? Lấy hết luôn còn bịch nữa kìa. Đi với má chồng. Đi chợ này thích lắm, mua được nhiều đồ, hai giảm giá lắm. Có mấy hộp đậu này nhiều nè, nói cũng giảm giá nè, nói giảm 5 đô luôn. Giảm 5 đô luôn. Mua về uống thử. Này quậy uống ngon. Đi nè. Bán hai giảm giá lắm. Lúc trước bán có 1 đồng 99, nay sửa chợ là đẹp lên 2 đồng mấy một bịch rồi. Nhưng mà cũng rẻ hơn mấy chỗ khác. Siêu ngon lắm. Ít muối. Chỗ này là bán rau cải nè, trái cây, nhiều món của người Hàn lắm. Cái bí to quá. Dạ, có bưởi nè, gần Tết rồi có bưởi nhiều. Trái kiwi vàng nè, ngọt lắm. Mà ở đây bán đắt lắm. Một hộp vậy gần 8 đô la, 8-9 trái vậy. Trời, trái lựu to quá. To dễ sợ luôn. Trái lựu quá to luôn. Giá đậu. Cái này là bằng đậu nành ra phải không mình ạ? Cái giá này nè, trồng bằng đậu nành. Đậu nành khác với giá trồng bằng đậu xanh nè. Giá trồng bằng đậu xanh 12. Bán nhiều loại nấm lắm. Mình hay thích ăn cái nấm này nè. Củ sen. Mấy cái loại rau này tốt lắm. Cái kheo nè, uống là có chất diệt lục số 1 luôn. Thỉnh thoảng thảo mua thảo xay uống buổi sáng. Giống như lá xà lách mà cứng hơn. Lá kheo. Củ dền. Củ cải. Củ cải đây còn lá luôn thấy anh ơi. Cải trắng. Có dừa nữa nè. Ở đâu nhập qua ha? Thái Lan. Của Thái Lan nhập qua.
put it in the pressure cooker, huh? You wanna try? Kiwi ngọt. Bán trái đó, một trái 69 sen. Hai trái là hơn 1 đô la. Chỗ này là gian hàng ăn, bán đồ ăn múc ra mình cân. Đồ ăn của Hàn Quốc đó. Ông xã mua rồi. Giống dưa mắm nha, ớt ngâm rong biển. Không, cái này chắc không phải rong biển không? Không, cái lạo loại loại đá lá giống rong biển. Trời ơi, đây nhiều đồ ăn lắm nè, nhiều món quá trời luôn. Lòng món Hàn Quốc không, kim chi đó. Món này là lúc nào ông xã lên đây cũng mua các loại trộn nè. Một loại rau, củ cải luôn, cải trắng á. Cái này giống như dưa giá ha, giống dưa giá nha. Đa số là củ cải, rau mà làm giống như làm chua. Cơm nóng nữa, ngon. Rồi, một hàng khác nữa. Hàng khác nữa. Cũng đồ chua muối giống vậy. Người Hàn người ta thích ăn mấy cái đồ muối chua nha. Nấm, ở trong đó thấy có rau nấm. Là mấy cái món này nè. Cái này đồ mặn à, con này con nghiêu. Con nghiêu. Nghiêu. Nghiêu, nghiêu làm. Không biết vị như thế nào mà chắc là cay. Đây có mực nữa nè. Tên tuốt trên cao này, cái món thì ở dưới. Đậu. Món đậu này gì? Tiếp cá hả? Này cá à, giống như là chả cá chiên. Chả cá à, bên đây có cá nè. Cá
bột chiên cá chiên cá tẩm bột chiên nó mềm mềm á, lót đi mua ăn ngon, cuốn cơm cho nhóc nhỏ ăn. Gia đình mình hay lên chợ trên đây lắm.
cỡ chừng 2 tuần tháng là lên lần. Cái chợ này bán đồ quen rồi, đi mua giống như quen cái chỗ để đồ á, nên lâu lâu xa chút đi 25 phút nhưng mà cũng chạy lên đây đi chợ. Cảm ơn mọi người đã xem nha.